Hi, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Quang Minh Auto Tado. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho quý khách hàng một mẫu xe rất là quen thuộc với các khách hàng ở miền Tây. Đó là thương hiệu của dòng xe Suzuki, một thương hiệu của Nhật Bản. Thì mẫu xe này là vừa mới lắp ráp, vừa mới xuất xưởng về đại lý luôn. Thì mẫu xe này là dòng Karigo, một mẫu xe có cái cabin rộng rãi và tải trọng thì vừa phải, máy xăng chất lượng hàng đầu, các khách hàng ở miền Tây rất là sử dụng luôn vì cái độ bền bỉ của nó và cái tiết kiệm xăng. Và cabin rộng rãi, xe có máy lạnh theo xe, kích thước thùng lớn. Thì xe này được hiện tại là đã được lắp ráp và sản xuất tại Việt Nam. Thì chi tiết xe như thế nào thì mời quý khách hàng cùng mình tham khảo đến hết clip, coi cái dòng Karigo này có đặc điểm gì khác biệt so với cái dòng Karigo nhập Indonesia. Trước tiên thì mình sẽ quay một vòng xung quanh xe cho quý khách hàng coi mẫu Karigo nó có gì khác biệt so với dòng xe Karigo nhập Indonesia ha. Quay một vòng xung quanh thì anh chị có thấy gì thay đổi không? Chắc anh chị cũng nhận ra ha, đó điểm thay đổi khác biệt rất là rõ ràng, dễ nhìn thấy. Đó chính là cái cản xe thì được không được sơn cùng màu với màu xe nữa, mà thay vào đó thì nó được giữ nguyên là cái màu nhựa đen của nó luôn. Thì cái ngoại thất thiết kế thì phiên bản này mới đúng là cái phiên bản mà dòng xe Karigo này được sản xuất tại Indonesia và sử dụng trên thị trường Indonesia ha. Đó là cái cản màu đen tạo điểm nhấn. Thì mẫu 2023 này thì Suzuki Việt Nam muốn làm giữ nguyên cái cản màu đen này để cho cái tạo sự khác biệt giữa xe nhập từ Indo về và xe lắp ráp tại Việt Nam. Đó, phân biệt hai dòng Karigo này. Logo Suzuki thì vẫn đặt ở chính giữa nè, và mặt ga lăng thì vẫn giống như dòng Karigo cũ. Đó. Và đèn halogen cũng vậy. Đó, đèn halogen cỡ lớn. Có đèn đờ mi và đèn xi nhan kéo dài sang hai bên nè. Vẫn giữ nguyên. Chỉ khác cái cản là không được sơn cùng màu với màu xe thôi. Thì xe có tải trọng là 810 kg, và tính luôn hai người ngồi trên xe thì là 940 kg nha, nhằm khách hàng sẽ lầm tưởng là xe chở được 940 kg, nhưng đúng theo thiết kế giấy đăng kiểm thì chỉ có 810 kg thôi, không có nâng tải lên. Tổng tải xe thì 2 tấn 10 kg nha. Xe sử dụng động cơ xăng. Tiếp theo thì mình sẽ mình vô phần nội thất trước đi ha. Gương thì vẫn là gương chỉnh cơ giống như cái đời cũ thôi, 2022. Tấm chống nắng thì có 2 tấm, trần là trần nỉ. Mọi là các thiết kế thì được giữ nguyên thôi. Ghế nè, ghế da simili giống như đời trước thôi.
các thông số thì sản xuất ở Việt Nam thì sẽ được phiên dịch thành tiếng Việt nha. Ghế tài thì có thể điều chỉnh được tới lui. Vô lăng thì là vẫn như thiết kế cũ, vô lăng hai chấu có logo Suzuki đây kèn. Và cụm công đồng hồ công tơ mét thì vẫn giữ nguyên thiết kế cũ thôi, không có khác gì. Xe thì có máy lạnh theo xe và có các hộc để đồ nè, vẫn như đời cũ. Hộc gió máy lạnh thì sẽ có 4 cái và ở đây sẽ có đổ chỗ để chai nước nè, và gió máy lạnh vô làm mát chai nước luôn. Đây chỗ này chỗ bảo dưỡng động cơ nè, để mình dỡ cái động cơ này lên ha. Mình đã dỡ cái động cơ lên thì đây là khối động cơ cao 15B 93 mã lực ha, máy xăng phun xăng điện tử 4 máy, kết hợp với đó là hộp số 5 cấp 5 tiếng một lùi nha. Ở đây thì sẽ có bình châm nước rửa kính nè, và con đội thì nằm ở đây. Mình rút cái này lên và mình dở nắp lên thì sẽ có thấy con đội đây. Sàn thì lược gió lót da simili màu đen. Kính cửa vẫn là quay tay nha, kính cửa của Suzuki vẫn là quay tay. Rồi mình sẽ tới hệ thống treo và lốp. Hệ thống treo phía trước thì sử dụng là hệ thống treo MacPherson, một lò xo giảm chắn giống như hệ thống treo du lịch. Lốp của Suzuki thì sử dụng là lốp Dunlop, và kích thước lốp là 600 165 80 g 13, mâm 13 inch. Mâm thì 4-5 tấc kê. Mâm vẫn là mâm nhập từ Indonesia ha. Vỏ cũng là Dunlop nhập từ Indonesia. Đây, hệ thống treo phía trước. Phanh trước là sử dụng là phanh đĩa nha. Đó, lốp là lốp không ruột. Lốp trước lốp sau đồng hết. Đây bình ắc quy. Cầu đây, cầu sau. Phía sau thì sử dụng nhíp lá 5 lá nha. Và phanh là phanh tang trống, có hệ thống cân bằng lực phanh theo tải trọng. Đèn phía sau thì vẫn như thiết kế cũ nè, và bửng sau thì sẽ có logo Suzuki dập gân nổi. Qua sang bên đây thì bình xăng nằm ở đây. Đó, sử dụng nhiên liệu không chì, bình xăng thì có dung tích là 43 lít. Hộp số nè, hầu như là không có thay đổi chi tiết thằng khung xe động cơ gì hết, không có thay đổi. Khung sườn thì được phủ gầm sẵn cho mọi người luôn. Đây, phủ gầm sẵn hết. Về phần thùng xe thì sẽ có cái baga trên này nè nha, đó, giống như cái mẫu cũ thôi. Phần thùng thiết kế thì vẫn như nguyên, dập sóng và có các nút cao su đậy lại cái phần bắt cái thùng lại ha. Bửng thì sẽ có các móc khóa, móc buộc trần dây và tay khóa nè, trần dây phía trên bửng nè và trần dây phía dưới bửng. Bửng này được sơn nhúng tĩnh điện, mở ba bửng ha. Kích thước lọt lòng thùng thì nó rộng nhỏ nhất là 2m35,
và lớn nhất là 2m55. Ở đây thì sẽ có cái cục cao su. Hầu như tất cả chi tiết trên xe Suzuki Karigo không có thay đổi gì hết, chỉ có thay đổi nơi sản xuất thôi, là lắp ráp ở Việt Nam và lắp ráp ở Indonesia, hai nhà sản xuất của Suzuki. Thì lắp ráp ở đâu cũng vậy, tiêu chuẩn chất lượng như nhau và đánh giá chất lượng như nhau. Trước khi xuất xưởng thì nhà máy sẽ kiểm duyệt xe một lần, chất lượng mới xuất xưởng ra. Sản xuất ở Việt Nam thì sẽ nhẹ hơn, nhẹ cái phần thuế trước bạ cho quý khách hàng khi mà mua xe. Xe lắp ráp Việt Nam thì sẽ được đang được nhà nước khuyến mãi 50% trước bạ đến cuối năm 2023 thì mới hết. Thì hiện tại khách hàng đang có lợi khi mà mua xe dòng Karigo này. Xe thì được bảo hành 3 năm 100.000 cây. Tùy điều kiện nào tới trước thì tính trước. Xe có sẵn giao ngay cho quý khách hàng luôn, xe 2023. Hiện tại đang có chương trình khuyến mãi. Quý khách hàng nào mà có nhu cầu thì liên hệ mình số điện thoại bên dưới để mình tư vấn báo giá và hình thức mua xe, hỗ trợ qua ngân hàng. Nếu quý khách hàng có ý kiến về dòng xe này thì cứ bình luận bên dưới, mình sẽ giải đáp thắc mắc cho anh chị. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.